Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, mới sáng ngày hôm nay thì có một cái báo cáo do Liên Hiệp Quốc đưa ra, báo động đỏ về cái việc mà biến đổi khí hậu bây giờ đó đã đến cái mức là không thể cứu vãn được nữa. Mà theo như cái báo cáo này là lỗi hoàn toàn là do con người gây ra. Thì báo cáo này đó thưa quý vị được viết rất là chi tiết về cái việc mà thiên nhiên đã bị con người tàn phá ra sao sau khi mà Liên Hiệp Quốc họ đã tổng hợp từ kết quả của 14.000 cuộc nghiên cứu của tất cả các khoa học gia trên khắp thế giới trong suốt mấy chục năm nay để mà đưa ra một cái kết quả toàn diện nhất. Thì theo cái báo cáo này đó, quý vị cũng thấy là trong vòng 10 năm trở lại đây đó, những cái đợt nắng nóng, rồi những cái đợt cháy rừng, rồi những cái mùa hurricane, mỗi một năm nó đến càng sớm hơn nhưng mà kéo dài nhiều ngày hơn. Nhưng mà cái sức tàn phá đó nó cũng lớn hơn những khoảng chừng 10-20 năm trước rất là nhiều. Mà cái lý do là bởi vì biến đổi khí hậu gây ra. Ví dụ điển hình nhất là từ năm ngoái thưa quý vị, từ cái mùa nắng nóng đó là chưa bao giờ mà chết nhiều người như vào năm ngoái. Cả thế giới là cả ngàn người chết là bởi vì cái mức nóng lên đến mức độ kỷ lục trước đó chưa bao giờ ghi nhận. Thì đó là cái hậu quả của biến đổi khí hậu. Thì theo như cái bản báo cáo này có một cái điểm rất là đáng lo ngại, đó là nhiệt độ trung bình của trái đất đó trong vòng 20 năm qua đã tăng trung bình là thêm 1.5 độ C rồi thưa quý vị. Nghĩa là cho nên là những cái mùa hè bây giờ đó là thay vì lúc trước cái ngày mà nóng nhất chỉ có thể 89 độ nhưng bây giờ đã có thể lên đến 90, 91 độ là những cái ngày trung bình. Và trong vòng 20 năm sắp tới nữa thì theo các chuyên gia đó, nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng nữa thưa quý vị. Trung bình toàn cầu là tăng khoảng 2.7 độ F, nghĩa là tương đương với 1.5 độ C. Và nếu như mà chính phủ các quốc gia mà không làm gì cả thì cứ như vậy, cứ mỗi 20-30 năm nhiệt độ cứ sẽ tiếp tục tăng cho đến một ngày mà sức chịu đựng của con người với cái độ nóng nó không còn chịu được nữa, thì lúc đó là có thể là tận thế rồi thưa quý vị. Thì bây giờ đó, theo như cái bản báo cáo này cũng như là Liên Hiệp Quốc kêu gọi là chính phủ các quốc gia mà đặc biệt là các cường quốc đó, ngay từ bây giờ là phải có kế hoạch cắt giảm cái lượng khí thải để mà kềm hãm lại cái việc mà nhiệt độ trung bình nó tăng lên. Thì quý vị cũng biết là chính phủ Hoa Kỳ đó, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra cái lời tuyên bố là ông hy vọng trong thập niên này đó, từ 10 năm tới, Hoa Kỳ sẽ cắt giảm cái lượng khí thải khoảng 50% so với bây giờ. Nhưng mà không biết có làm được hay không. Thì nỗ lực hiện nay quý vị thấy ra xe điện. Nhưng mà khổ nỗi đó, chế tạo bình điện đó, cũng phải tốn kém dầu hỏa hoặc là những việc mà khai thác. Và cái chuyện khai thác này lại cần phải thêm các nguồn năng lượng không phải là đến từ thiên nhiên. Cho nên họ sợ cái chuyện mà làm xe, mà xe điện nhiều quá thì quý vị thấy chế tạo xe mà cái nhu cầu người ta bỏ xe cũ, rồi những cái loại xe cũ này nó cũng tác hại tới môi sinh nữa. Vấn đề khó khăn, nhưng mà cái bước đi đầu tiên đó là California từ bây giờ tới năm 2030 là yêu cầu phải chạy xe điện hàng loạt, tất cả các xe chạy xăng không còn nữa. Hoa Kỳ cũng sẽ tiến tới cái việc đó. Rồi thực ra anh Trung Quốc cũng là anh mà tạo nên cái chuyện mà bầu khí quyển bị hâm nóng này ghê gớm, cũng đã nếm mùi trong cái trận lũ lụt khủng khiếp vừa qua. Họ nói 1.000 năm chưa bao giờ mà nước nhiều như thế. Ở Đức cũng vậy, họ nói có những cái khu vực là mấy trăm năm trời vừa qua chưa bao giờ, mà có những cái khu vực từ xưa tới giờ êm đềm. Có mưa lớn thì có, nhưng mà không đến nỗi trong vòng 48 tiếng đồng hồ mưa liên tục. Trong đó kể cả một số các gia đình người Việt Nam cũng bị ảnh hưởng ở bên Đức, Bỉ, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, tất cả các nơi, rồi kể cả các khu vực vùng Trung Đông nữa chưa bao giờ. Mà họ nói rằng sa mạc biến thành sông
ở các khu vực của các quốc gia Ả Rập Saudi, tình hình rất là ảnh hưởng. Và chúng ta cứ đang nói hoài, nhưng mà cái khó khăn hiện nay là con người khi nào mình mới làm giảm được cái tình trạng mà hâm nóng bầu khí quyển này. Bên cạnh đó, Delta variant tiếp tục là mối quan tâm, và chúng tôi vào hôm thứ năm còn nhớ đó là lo sợ là cái con Delta này nó ghê quá, mặc dù đã chích ngừa rồi, nhưng mà có tin tức Pfizer, Moderna cho biết là họ đang tìm cách thuyết phục chuẩn thuận thêm đợt chích ngừa mũi thứ ba. Chắc có lẽ vì thế mà Pfizer với Moderna sáng ngày hôm nay tăng mạnh quá, bởi vì họ sẽ tiếp tục bán đơn đặt hàng cho các loại thuốc chủng với Pfizer, Moderna, nghĩa là tăng khủng khiếp luôn. Hai loại thuốc chủng hiện nay được xem là nhiều người thích nhất, bởi vì họ thấy được cái sự hữu hiệu đó. Moderna tuyên bố tính đến giờ phút này sau 6 tháng vẫn 93% hữu hiệu. Cho dù có những người đã chích ngừa mà vì nhiễm Delta variant không đến nỗi phải nhập bệnh viện, và nếu có nhập bệnh viện thì không đến nỗi qua đời. Điều đó đã chứng minh được, cho nên 99.9% những người đã chích ngừa không tử vong là như thế đó thưa quý vị. Và vì vậy bây giờ họ nói rằng chích thêm mũi thứ ba, tức là booster shot. Tin tức ghi nhận được trong thời gian qua, có nhiều người đã tự ý tới Walgreens, CVS, Walmart, v.v. để chích ngừa. Làm thế nào họ chích được mũi thứ ba? Khi mà tới nơi, người mà chích ngừa hỏi, anh đã được chích ngừa chưa? Nói, tôi chưa bao giờ chích hết. Cái khó khăn hiện nay, khi mà vào trong máy điện toán, đó, họ kiểm tra, họ không kiểm tra được. Cái hệ thống trên khắp nơi, đó nó chưa có được thống nhất. Cho nên vì với lại họ không có kiểm tra được thì họ làm gì thưa quý vị? Chích thôi. Chích xong hẹn anh 3 tuần nữa quay trở lại chích mũi thứ nhì. 3 tuần sau thì biến mất luôn, bởi vì bây giờ được booster shot rồi. Tình trạng này đang diễn ra rất nhiều. Thì ngày hôm nay thứ nhất là CDC đang tìm cách đưa ra các quy định làm thế nào đó để kiểm soát chặt chẽ hơn, thống nhất cái hệ thống kiểm soát người được chích ngừa. Họ khuyên là khoan đã, mặc dầu nhiều người chích thì, và chúng tôi có hỏi một cái người dược sĩ về các loại thuốc biến chủng này thì họ nói rằng nếu mà cơ thể của anh đã chích được 2 mũi rồi thì mũi thứ ba cũng đâu có gì đâu, với lại cái cách khoảng cách cũng đã mấy tháng rồi thì chích thêm mũi nữa thì người đó nghĩ là không có gì, mà đã không có phản ứng phụ trước đây rồi thì chích thêm mũi thứ ba. Nhưng mà ngay bây giờ thì Pfizer, Moderna vẫn muốn có FDA chuẩn thuận, thì cái điều đó nó tốt đẹp hơn. Một bản tin lớn sáng ngày hôm nay đó là chuyện của Afghanistan. Thưa quý vị, B-52 bao nhiêu bom mang ra bắt đầu thả khủng khiếp xuống luôn. Nhưng mà khổ nỗi rồi thưa quý vị, thả từ cả 20 năm nay rồi, đâu có thấm thía gì đâu. Cho nên bây giờ đây là một cái nỗ lực, nghĩa là tuyệt vọng của chính phủ Hoa Kỳ muốn hỗ trợ cho quân đội của Afghanistan, quân đội chính quy đó. Chứ còn phiến quân Taliban thì khỏi nói rồi. Họ vẫn tiếp tục chiến đấu, nghĩa là mạnh lắm. Đi tới đâu thì binh sĩ của quân đội Afghanistan bỏ chạy tới đó. Đến sáng ngày hôm nay, tin tức ghi nhận 6 thủ phủ của các tỉnh đã bị Taliban chiếm đóng, mặc dù B-52 vẫn tiếp tục dội bom xuống. Nhưng mà khổ nỗi thưa quý vị, họ trốn trong các hang đó, cho nên có dội bom thì cũng vô ích mà thôi. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Sở Cảnh sát Chicago sáng ngày hôm qua cho biết là có 2 cảnh sát của họ, người nữ cảnh sát đó đã bị bắn chết, còn người nam cảnh sát đó bây giờ cũng bị thương rất là nặng trong một cái vụ mà chỉ vì 2 cảnh sát này bắt một cái xe ngừng lại thì đã bị những tay súng từ phía bên trong xe nổ súng ra bắn. Thì Sở Cảnh sát cho biết là danh tính của người nữ cảnh sát này đã được đưa ra ngoài, đó là bà Ella French, thưa quý vị. Và chuyện xảy ra là vào hồi 9 giờ tối hôm thứ Bảy,
bà French cùng với một người đồng nghiệp nam, bởi vì người nam cảnh sát này bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện cho nên danh tính không có được công khai. Cả hai đã bất ngờ bắt một cái chiếc xe, trên đó có hai người đàn ông và một người phụ nữ dừng lại. Thì bây giờ đó, video từ body camera của cảnh sát đưa ra cho thấy là khi mà hai người cảnh sát từ từ tiến về phía cái xe đó, trong vòng có 10 giây thôi là phía băng sau xe những tay súng liên tục bắn xối xả vào phía hai cảnh sát và khiến cho bà French chết ngay tại chỗ. Và sau đó thì những người đồng nghiệp đã kéo đến và cả ba người ở trong cái xe của nghi phạm đó đã bị bắt giữ. Thì bây giờ đó, phía cảnh sát họ không đưa cái lý do vì sao mà hai người cảnh sát này bắt cái chiếc xe kia dừng lại, và họ cũng không cho biết là ba cái nghi phạm đó là sắc dân nào. Chỉ biết là bà thị trưởng Chicago đã lên tiếng kêu gọi người dân là đừng có xem cảnh sát là kẻ thù của họ, bởi vì những cái vụ mà khi mà bị cảnh sát bắt dừng xe lại đó, nổ súng vào phía cảnh sát xảy ra ngày một nhiều hơn ở tại phía Chicago. Và đó là các bản tin thời sự thế giới trong ngày hôm nay. Mỗi thứ hai hàng tuần chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị các tin tức về hầu bao đầu tư của quý các tác giả. Mời quý vị cùng theo dõi và tạm chia tay với Thảo Yên. Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị một đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.